Nhưng mà em bị sợ.
sinh rồi đó. Giỡn đâu. Nhảy lòi chảy luôn mấy cái vô xà vô cái hẻ sập biết nói gì hơn. Gọi cuộc đời là những việc đáng khiến nước mắt ai rơi thành dòng. Phải hết đến đâu vào trong và đồng tiền dễ bên có tình không. Tâm hồn suy tư chất đắng như con người ta chơi với khoảng rộng. Để biết ra những lời ca khóc cho đời ta. Rằng đời người mai lên chim lắng thắp đôi chân lên vai mà chạy. Vì cao tu nơi vòng xoay mày từng như thế lại là hay. Dù mình có riêng tốt đêm mấy cũng nên lúc cả màn kịch bàn. Nhìn sâu nơi đôi mắt ấy chân mình do người tìm đâu ai chưa thân tình mà đâu ai níu chân mình ta muốn hoa đâu hoa tình thân trai lo gia đình để thân buông lời nghi ngờ lại tâm tình và không biết ta cần gì đây sẽ cô đơn nhưng lại muốn một mình ta mất chỉ sợ độ cao nhưng ta muốn bên giữa không trung và nằm nhạc từ sáng đến tối quên việc bỏ mất bữa trưa lòng người nhiều lúc nắng mưa đòi tao từng phải ăn cơm thừa xuất phát từ một thằng nông thôn bốn ba bốn nơi phương trời từng bị gọi là thằng danh ôn kiếp này mang vong nghệ sĩ trong hồn và đời ta sống sân khấu hay ra đồng trở từ cái lao công khi họ còn chúc mong cứ biết ra là sao cuộc đời là những vị đắng khiến nước mắt ai rơi thành dòng phải mất đớn đau vào trong và đồng tiền dễ biến có thành không ta mang suy tư chất đống như con người ta chơi với khoảng rộng được viết ra những lời ca khóc cho đời ta sau đây người bay lâu chả nên nó mọi người nhà bên này em chào chị. Vâng, em chúc chị một buổi sáng thật là vui vẻ. Em đánh đâu thắng đó nha chị Minh. Bên mình nè. Vâng. Hết nguy cả nhà mình ơi. Lên sấm. Sao vậy? Sao bị sụp một lần không vậy? Nhảy hả chị? Đừng, đừng. Ủa chị? Ủa tính ra nhảy đâu có làm cái gì đâu ngoài mấy cũng bị cái gì bị
ชั้นบีมาเลย3แม่งแดงนะคะให้แบบถูกๆเลย3แม่งแดงtin số rất lào nha. Kiểu sao em đừng tin rất lào cho em nha. Hòa bé vâng ạ. À chơi kiều. Anh ngủ không được lơi lơi. Kiểu như là em, anh ơi nhắn tin rất lào cho em nhé. Làm idol like chưa chị chưa. Em đúng là đúng, em đứng lên cái coi dáng đẹp em ơi. Làm idol đi bé ơi. Làm idol cái gì? Đất màu mỡ quá à. Mấy là mẹ anh nhìn xem có mấy là. Nhiều thì nói nhắn tin rất lào cho em nhé mọi người ơi. Chéo em. Hello chéo à. Tí. Tí. À, hello xin chào mọi người. Này chị cứ xem thoại ảnh đoạn con kia mà nó làm nhìn thấy chị. Nó lại phá cho thêm 30 phút nữa thì ăn cướp. Rồi đó. Anh thích thì anh chơi thôi anh. Nghe đi. Tên là anh Thư đấy. Ừ, sao tên con gái rồi? À. Hai thì như nào em? Hai thì chưa biết được. Cho anh xem của em đi xem gì ạ? À? Anh muốn xem cái gì? Xem cái gì lên kèo em cho xem.
JRPP là cái gì đây? Do lúc gì đây? Chân tê cả lắm. Phải em... phải tươi chứ.
什么东西？我的麦克风掉了。我现在只能这样子拿着麦讲话。你是看累了吗？我都没说我跳累，我的麦克风掉了，能这样子拿着麦克风讲吗？我麦克风的那个支架掉了，我现在只能手拿麦克风。
设置的后台是什么？什么东西啊？我等会给你们唱催眠曲，等会给你们唱个催眠曲就完蛋了。手拿着电话，你们手拿着手机，我手拿着麦克风。手拿着麦克风，手拿着我，你手怎么拿着我？手拿着我是什么东西呀、啊？很多种东西。
加入直播间。我去上个厕所。